này người ta đang thu hoạch sồi nè mọi người. Một cái sồi rụng rất đầu hết vậy. Cái sồi mới rớt lên đầu của người này nè, đang đội nón nè. Bể cái sồi luôn. Này ta đang hái sồi trên cây nè. Hái xong đem xuống đây lựa. Bên đây nữa nè. Có mùi gì thân téo không? Hái xong đưa với sọt cái đưa xuống đất. Đi mua gặp nhỏ nhỏ đi. Nhỏ mấy con cũng được. Sầu giờ tao bao trái được. Mẹ tao chịu gì hết chứ. Đây một vỏ sồi chuẩn bị xuống nè. Cảm ơn các bạn.